Sau tuổi 50, cứ chịu khó uống 7 loại nước này vào buổi sáng sẽ diệt sạch ung thư, sống rất thọ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, theo nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng con người có thể nhịn ăn đến 1 tháng nhưng chỉ nhịn uống được từ 3 đến 5 ngày. Như vậy có thể thấy, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta. Và chắc hẳn việc uống nước thường xuyên và đều đặn vào mỗi buổi sáng chính là thói quen của rất nhiều người đúng không ạ? Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều đang cung cấp đủ lượng nước mà cơ thể cần bằng việc uống nước lọc tinh khiết, chứ mấy ai quan tâm đến việc uống nước như thế nào, uống loại nước gì để giúp con người đánh bay bệnh tật và khỏe mạnh tới già. Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, nếu bạn thường xuyên uống 7 loại nước dưới đây vào mỗi buổi sáng, không chỉ giúp cơ thể giải khát mà còn diệt sạch ung thư và chặn đứng nhiều loại bệnh nguy hiểm. Vậy đó những cốc nước thần kỳ nào? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Vì sao nên uống nước sau khi thức dậy? Cơ thể chúng ta 70% là nước, nên nước chi phối mọi hoạt động khác trong ngày. Uống đủ nước sẽ đảm bảo cho cơ thể được tỉnh táo, sảng khoái, khỏe mạnh để bắt đầu ngày mới. Cơ thể nếu không được cung cấp đủ nước, sẽ dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, dễ mắc phải các bệnh như viêm khớp dạng thấp, đau nửa đầu, đau thắt ngực, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, huyết áp cao, béo phì, bệnh trĩ, ung thư vú, bệnh lao phổi, sỏi thận, viêm xoang và ung thư cổ tử cung. Một cốc nước vào mỗi buổi sáng tưởng chừng ít nhưng lại mang đến lợi ích đáng kể cho sức khỏe của bạn. Đồ uống thứ nhất, nước mật ong. Nước mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất, là loại thức uống lành mạnh vào buổi sáng, không nhất thiết phải là nước lọc. Ngoài ra, để loại nước này đào thải được độc tố tốt hơn, bạn có thể cho một lát chanh để thêm vitamin. Nếu bạn cho chanh vào nước, bạn sẽ được tăng cường vitamin C, loại vitamin giúp cho tăng cường miễn dịch và rất tốt cho sức khỏe của bạn. Cách pha nước chanh mật ong với nước ấm được thực hiện như sau. Nguyên liệu gồm có một quả chanh tươi mọng nước, 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 300ml nước ấm. Cách pha chế: vắt nước cốt 1/2 quả hoặc một quả chanh và một chiếc cốc thủy tinh, tùy thuộc vào bạn có thích độ chua hay không. Dùng thìa vớt bỏ hạt và cho vào khoảng 300ml nước ấm cùng 2 thìa mật ong rồi khuấy đều lên là đã có thể uống được. Lưu ý với phương pháp này, bạn nên uống sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ khoảng 30 phút là tốt nhất. Đồ uống thứ hai, trà gừng. Gừng là loại gia vị quen thuộc được sử dụng trong các món ăn. Gừng cũng là thức uống tuyệt vời giúp chữa cảm lạnh, giúp chị em giảm cân, đặc biệt là chữa bệnh mất ngủ vô cùng hiệu quả. Gừng là vị thuốc được sử dụng rất phổ biến trong đông y. Gừng có tác dụng đối với các kinh phế, tỳ, vị, thận và đại tràng, có tác dụng làm ấm, chống lạnh, hồi dương, thông lạc. Nhiều chị em phụ nữ còn mách nhau uống nước gừng để giảm cân, giảm mỡ bụng. Điều này là có cơ sở, bởi một trong những công dụng chủ yếu của gừng là cải tiến hệ tiêu hóa. Hơn nữa, nó cũng giúp đốt cháy chất béo, thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và lành mạnh. Uống trà gừng vào buổi sáng có thể giảm tiêu chảy và triệu chứng khó chịu ở dạ dày. Vì gừng có tính dược khá mạnh, hơn nữa gừng giúp cơ thể giảm đau cơ, nhức mỏi. Uống trà gừng sau khi tập luyện buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Hướng dẫn cách pha trà gừng với mật ong như sau. Nguyên liệu: 2 lạng gừng tươi, 3 thìa nhỏ mật ong, 600ml nước đun sôi để nguội. Cách làm: bước 1, sơ chế gừng. Gừng bạn cạo sạch vỏ, sau đó rửa sạch, thái gừng thành từng hạt lựu. Bước 2, làm trà gừng. Cho nước và gừng vào nồi đun sôi để gừng bớt cay tầm 20 phút. Cho tiếp mật ong đã chuẩn bị vào nồi gừng và đun thêm tầm 7 phút nữa rồi tắt bếp. Bước 3, bảo quản và thưởng thức trà gừng. Chắt lấy phần nước gừng đã để nguội vào lọ rồi cất vào tủ lạnh dùng dần. Mỗi lần sử dụng, bạn pha một túi trà với nước nóng rồi lấy một ít gừng cho vào. Để nước gừng thấm đẫm vào trà tầm 7 đến 10 phút là bạn có thể thưởng thức được rồi. Đồ uống thứ ba, nước lọc. Nước lọc luôn được các bác sĩ nhắc đến đầu tiên khi khuyên bạn nên bổ sung nước vào buổi sáng. Thời điểm sau giấc ngủ dài, cơ thể bạn rơi vào tình trạng thiếu nước. Ngay lúc này, bạn nên uống nước lọc vào buổi sáng sẽ giúp đào thải chất độc, giữ ẩm và tăng cường trao đổi chất trong cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bạn nên uống từ 1 đến 2 cốc thức uống lành mạnh này sau khi thức dậy. Đồ uống thứ tư, nước nghệ ấm giúp chống oxy hóa, giúp trẻ hóa làn da, làm chậm quá trình lão hóa. Củ nghệ vốn được xem là một loại thảo dược, chỉ cần một chút bột nghệ vào cốc nước, khuấy đều là bạn đã có một thức uống bổ dưỡng rất tốt cho cơ thể.
các nghiên cứu đã chỉ ra nghệ có chất chống oxy hóa, giúp trẻ hóa làn da, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Ngoài ra, uống bột nghệ trợ giúp cho tiêu hóa, làm giảm chứng viêm thấp khớp, tăng hệ miễn dịch và hạ thấp cholesterol gây ra bệnh tim mạch và đột quỵ. Cách dùng như sau: cho bột nghệ vào một cốc nước sạch rồi từ từ cho nước ấm vào. Vừa cho nước vừa khuấy đều hỗn hợp cho đến khi hòa tan hết bột nghệ. Sau đó cho thêm mật ong nếu như bạn muốn uống ngọt. Sử dụng đều đặn trước mỗi bữa sáng hàng ngày. Đồ uống thứ 5, nước nho khô. Khi bụng đói, nước ngâm nho khô sẽ hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Đừng quên ăn kèm cả nho khô khi uống nước. Các nhà khoa học và chuyên gia thể thao tin rằng nho khô hoàn toàn có thể thay thế các thực phẩm bổ sung năng lượng. Nho khô chứa một lượng lớn chất xơ và vi chất dinh dưỡng, lại không hề chứa đường hay hương vị nhân tạo. Chúng chính là một bữa ăn nhẹ, lành mạnh, hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm. Uống nước nho khô vào buổi sáng sẽ giúp bạn nạp năng lượng vào ngày mới, hoặc là bạn có thể uống trước khi tập luyện thể dục thể thao để tăng cường hiệu quả cho buổi tập. Công thức nước nho khô như sau: thành phần 150g nho khô, 2 cốc nước, tức 400ml. Chuẩn bị: rửa sạch nho khô bằng nước sạch, sau đó để ráo nước, đun sôi 2 cốc nước, thêm nho khô và đun nhỏ lửa trong 20 phút. Sau 20 phút, bây giờ bạn có thể tắt bếp, sau đó cho nho khô để ngâm qua đêm. Sáng hôm sau, lọc nước từ nho khô, sau đó đun nóng một ít nước. Bạn có thể uống nước ấm hoặc nóng, uống khi bụng đói hoặc ngay sau khi bạn thức dậy, sau đó đợi ít nhất 30 đến 35 phút trước khi ăn sáng. Làm điều này trong ít nhất vài ngày liên tiếp, chuẩn bị nước nho khô vào ban đêm, để nó sẵn sàng, uống ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Đồ uống thứ 6, sinh tố rau. Sinh tố hoàn toàn là một lựa chọn đồ uống lành mạnh, nhưng cũng còn phụ thuộc vào cách chế biến. Tránh sử dụng quá nhiều trái cây vì chúng có thể làm tăng lượng đường huyết. Thay vào đó, hãy giới hạn một ít trái cây cho mỗi ly sinh tố và sử dụng nhiều rau xanh hơn. Rau chân vịt, cải xanh, cải xoăn là những loại rau rất tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên nên chọn một loại protein chất lượng tốt trong sinh tố. Nó có thể là sữa chua, sữa bò ít béo hoặc bột protein cho những người theo chế độ ăn thuần chay. Chất béo lành mạnh như bơ cũng rất hữu ích trong việc cung cấp cảm giác no để bắt đầu một ngày mới. Đồ uống thứ 7, nước ép dưa hấu. Đây là loại thức uống thơm ngon và bổ dưỡng. Bạn có thể thay thế nước ép dưa hấu bằng dưa chuột. Chúng đều có tác dụng như nhau. Vài lát dưa hấu hoặc dưa chuột, một ít nước cốt chanh, vài lá bạc hà, nước khoáng cho vào cối xay nhuyễn. Đây là một loại thức uống có vị nồng, giúp cho cơ thể của bạn đào thải độc tố nhờ chất citrulline chứa trong chanh và dưa hấu. Hợp chất đặc biệt này cũng hỗ trợ chức năng gan và thận, giúp các cơ quan khác loại bỏ amoniac và tất cả các hóa chất độc hại, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cách làm nước ép dưa hấu như sau: nguyên liệu: một quả dưa hấu khoảng 1kg, 3 quả chanh tươi, 5 thìa đường cát trắng, đá bào và lá bạc hà. Cách làm nước ép dưa hấu. Bước 1. Dưa hấu sau khi mua về, bạn rửa sạch rồi thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn, lọc hết hạt, chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt và cũng bỏ hết hạt. Bước 2. Cho lần lượt dưa hấu, nước cốt chanh, đường cùng đá bào vào máy xay sinh tố. Cho máy hoạt động từ 2 đến 3 phút, đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì dừng lại. Bước 3. Đổ hỗn hợp qua dây mịn để lọc bỏ hết phần bã chưa được xay nhuyễn. Bước 4. Cho hỗn hợp ra ly thủy tinh. Sử dụng lát dưa hấu, vài lá húng chanh để trang trí cho ly thức uống thêm phần bắt mắt và hấp dẫn. Lưu ý bạn có thể thêm đường hoặc siro, đường thốt nốt, v.v. vào trước khi xay để vị ngọt được đậm đà hơn. Sau khi xay, không nên cho thêm đường vào, nếu không có thể gây ra đau bụng, rối loạn tiêu hóa với những người bụng yếu. Hơn nữa, với nước ép dưa hấu giảm cân thì tốt nhất là bạn nên thưởng thức mùi vị nguyên bản của hoa quả, không nên thêm đường hay chất tạo ngọt thay thế vì sẽ làm giảm mùi vị của dưa hấu cũng như là tác dụng giảm cân của đồ uống. Quý vị thân mến, thói quen uống nước vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau một giấc ngủ dài mà còn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư quái ác một cách thần kỳ. Vậy nên, quý vị và các bạn hãy bổ sung 7 thứ đồ uống dân dã rẻ tiền kể trên vào mỗi buổi sáng để cảm nhận sự thay đổi tích cực bên trong cơ thể mình nhé. Và để đi kèm với những đồ uống kể trên, bữa sáng của gia đình bạn sẽ không thể thiếu những món ăn đại bổ dưới đây. Nếu ăn thường xuyên những thực phẩm này vào buổi sáng sẽ giúp quét sạch độc tố trong cơ thể, đồng thời giúp bạn tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới học tập và làm việc hiệu quả. Hãy cùng Sớm Mai Nhiên đi tìm hiểu đó là những loại thực phẩm quen thuộc nào nhé. Thứ nhất, chuối. Các loại vitamin và kali chứa trong chuối có tác dụng ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên, việc ăn loại quả này khi bụng đang trống rỗng có thể gây ra các vấn đề bất lợi về dạ dày. Ăn chuối sau khi đã ăn sáng nhẹ với ngũ cốc sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Thứ hai, ngũ cốc. Có rất nhiều loại ngũ cốc bạn có thể chọn,
nhưng hãy ưu tiên những loại có nhiều chất xơ và ít đường. Ngũ cốc dễ ăn và bổ sung cho cơ thể bạn acid folic cùng các dưỡng chất thiết yếu khác. Hãy đổ ngũ cốc ra bát, thêm sữa tách kem và trái cây để có một bữa sáng hoàn hảo. Ngũ cốc giúp no bụng, protein trong sữa cung cấp năng lượng cho cả ngày và chất chống oxy hóa trong hoa quả giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Thứ ba, trứng. Trước kia, trứng vốn bị xem nhẹ bởi nó chứa hàm lượng cholesterol cao. Tuy nhiên, ngày nay thì mọi chuyện đã thay đổi. Loại thực phẩm này được coi như là nguồn cung cấp lành mạnh protein và các dưỡng chất, ví dụ như vitamin D. Sự thay đổi này là do các nghiên cứu đã cho thấy cholesterol trong thực phẩm không có nhiều tác động đối với lượng cholesterol máu như là chúng ta vẫn nghĩ. Nếu như bạn lựa chọn chế độ ăn protein nạc và không ăn quá nhiều chất béo và cholesterol, thì trứng chính là loại thực phẩm phù hợp cho chế độ ăn của bạn. Chuyên gia dinh dưỡng đến từ New York, Mỹ chia sẻ. Thứ tư, đó là khoai lang. Giảm cân lành mạnh không có nghĩa là bạn không nạp tinh bột vào cơ thể. Trong khoai lang có lượng tinh bột chỉ bằng 1/3 so với cơm. Khoai lang rất giàu vitamin B6, vitamin C, vitamin D, tiền vitamin A, beta-carotene chất xơ, protein, kali vừa cung cấp cho bạn năng lượng cho cả một ngày hoạt động và làm việc hăng say vừa giúp cho cơ thể có đầy đủ chất xơ cần thiết. Bởi thế, khoai lang luộc là một trong những loại thực phẩm ăn vào buổi sáng giúp no lâu và giảm cân được nhiều người áp dụng hiện nay. Thứ năm, yến mạch. Yến mạch là thực phẩm ăn sáng được rất nhiều người ưu tiên sử dụng trong quá trình giảm cân. Tuy nhiên, vị yến mạch khá là khó ăn nếu như chưa quen. Chúng ta có thể biến tấu một chút thành các món ăn khác hấp dẫn hơn, nhưng không gây ảnh hưởng đến quá trình giảm cân. Đơn giản và nhanh chóng nhất là món ăn yến mạch sữa chua trái cây và yến mạch bơ đậu phộng trái cây. Cách làm hai món ăn này vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần trộn yến mạch với sữa chua, tốt nhất là sử dụng sữa chua không đường hoặc với bơ đậu phộng. Với yến mạch sữa chua thì bạn nên cho thêm một chút mứt cam. Với yến mạch bơ đậu, bạn có thể ăn kèm với nho tươi. Mỗi tuần, bạn dùng yến mạch khoảng 2-3 lần sẽ tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn mình bắt đầu một ngày mới thật tươi vui và tràn đầy sức sống phải không ạ? Vậy nên, quý vị và các bạn hãy dành thời gian chuẩn bị một bữa ăn sáng thịnh soạn bằng việc bổ sung những đồ ăn thức uống kể trên để gia đình cùng có một sức khỏe tốt nhất nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.